rất là siêu. Đấy đấy, rồi. Ngay là nâng cấp. Ngay từ đầu đến chào mà không phải đây lại chưa chụp à? Chụp thì bây giờ xin phỏng vấn vài lời. Thế chị cho biết là chị tên là gì ạ? À? Tôi là Nguyễn Thanh Hiếu, năm nay là tôi 64 tuổi rồi. À. Cũng được cái duyên lành tôi biết được đến được cái bên đông y của chị Trương Thị Hải Vân. À đấy là còn nhớ cả họ cả tên mà, mình thế này nữa, vẫn khởi quá. Khi tôi đến đây 2-3 buổi thì tôi đã phong cho chị lên thành giáo sư rồi. Ôi trời ơi. Với cái bàn tay vàng và cái khối óc của chị là tôi thấy là quá là tuyệt vời luôn. Ôi trời ơi, tôi chị sẽ là người sẽ đồng hành cùng đây vì năm nay là tôi hơn 60 tuổi rồi. Bây giờ cái sức khỏe là cái quý nhất, con cái cũng lo toan công việc rồi, bây giờ là phải lo đến sức khỏe. Mà rất là may lại gặp được cái chị giáo sư này, tôi phong vì là tôi phong đấy, tôi phong vì là tôi thấy là đầu óc của chị tuyệt vời, thế là bàn tay của chị và con người của chị rất là tâm đức ạ. Đấy, chị được chữa là chị thấy phấn khởi không, thấy nhẹ nhàng rồi. Dạ, vâng. Lúc trước là tay chị bị làm sao, chị có thể chia sẻ mọi người này. Thứ nhất là tay tôi không được dơ được lên. Được lên. Nhưng mà xong lại đưa tôi đến đâu thì tôi sợ lắm. Đừng. Đưa đến đâu. Em bây giờ chị dơ cái tay đây này xem mà chị. Đấy, bây giờ dơ đến được đây rồi. Này hôm nay chị làm buổi mấy rồi nhỉ? Hôm nay mới làm được 2 buổi thôi. Ôi trời. Mới có 2 buổi trước mà. Tôi thấy rất là yêu cái trung tâm này. Vì là chị em ở đây cũng rất là thân thiện. Ai đều rất nhiệt tình đúng không ạ? Nhiệt tình. Cái nên là thứ hai là ai đến đây tôi thấy là cũng mọi người cũng đều đấy là rất là phấn khởi. Vâng. Đấy. À, vì là khi đến thì coi như là đau nhưng khi ra thì lại khỏe, thì lại được tươi cười lên, nên là khi mà tối đến tôi về thì tôi ngủ ngon lắm, nên là tôi rất thích. Nên là trước khi đi vào giấc ngủ là khó, thế nhưng mà bây giờ thì đi vào giấc ngủ nó dễ hơn, dễ, nó êm đềm mà ngủ nó lại sâu hơn. Đấy. Thế nên chị, nhưng mà cái chị bị cái tay này là từ lâu chưa? Tôi bị cái tay này là thứ nhất là tôi bị cũng độ khoảng 3 tuần nay thôi. Đi xong bên cạnh đấy, trước đấy 3 ngày tôi bị ngã. Ngã là tôi quỳ cái tay này xuống dưới, thế là nó không dơ được lên. Nó cứ nghiêng, nó như người bị liệt. Thế là trước đây thì tôi đã chữa ở trung tâm này rồi, chứ không phải là bây giờ tôi mới biết. Nhưng mà vì là thời gian của tôi cứ bận quá. Bây giờ tôi đến mà tôi bây giờ bị đau thì bắt đầu nhớ ra. Không phải. Thứ nhất là đau, thứ hai có thời gian và cũng rất là muốn đến rồi. Nhưng đến lần này thì lại gặp đúng chị giáo sư này chữa cho. Đúng vui tính. Nên là tôi thấy rất là phấn khởi. Vâng. Mà chị đặt cái liệu trình lần này là chị đặt liệu trình là 10 buổi chữa. Vâng. Nhưng mà trong cái đợt này là được ưu đãi khuyến mại đấy. Tức là mình làm 10 cái buổi khai thông ở trên người thì mình sẽ được tặng một buổi liệu trình nắn chỉnh làm đẹp khuôn mặt bằng tay. Cái đây là thấy chị thấy là chưa nắn chỉnh làm đẹp khuôn mặt bằng tay thì là khi mà mặt là chỉnh cái người nó cân đối là mặt đã thấy xinh hơn chưa? Đó, thế là để ngày mai thì lại nắn chỉnh luôn cả cái khuôn mặt nó sẽ lại lung linh hơn nữa nhá. Ngày mai thì bận chắc. Thế thì thứ hai vậy. Vâng. Thế thì chị hai, chị qua. Chị là tên là gì nhỉ? Tôi là Nguyễn Thanh Hiếu. Đấy, Hiếu. 1960. Đấy, năm 60 ai nghĩ là gần này tuổi. Năm sắp tới là sinh nhật tôi rồi. Đấy. Là mong là đó, có 22 tháng 2. Ôi thế thì đến ngày 22 tháng 2 chị lại được tặng sinh nhật, lại được tặng một buổi về là nắn chỉnh làm đẹp khuôn mặt ở đây nữa. Đấy, và có tất cả các khách là có ngày sinh nhật đều được tặng như thế. Vâng. Đấy. Hôm nay cháu Phương Anh dưới hỏi cô là sinh nhật 22 tháng 2. Vâng. Đấy. Đấy, vâng. Vâng, chúc mừng chị. Thế thì chị là có ở gần đây không? Ở tít tận dưới Khâm Thiên. Ủa thì tít dưới Khâm Thiên thì ngay kia mấy vậy bà.